Dev bật khóc vì phá vỡ lời nguyền 8 năm, đón sinh nhật cực ấm áp tại New York. Dev và đồng đội đã có màn lội ngược dòng vô cùng cảm xúc cho Airwork Gaming, từ tình huống hụt hẫng ở ván 2 cho tới pha combat bùng nổ trong ván 5. Không chỉ khán giả mà các tuyển thủ cũng đã trải qua hết tất cả các cung bậc cảm xúc. Đáng chú ý, Dev đã vượt qua chính cái dốc không vào bán kết của bản thân sau 8 năm. Lần gần nhất xạ thủ này vượt qua tứ kết đã là câu chuyện của 8 năm trước khi còn khoác áo Samsung Blue. Vì thế, ngay sau khi nghe MC Seok nhắc tới điều này, Dev đã không kìm được nước mắt. Nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả New York, Dev cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh và bày tỏ cảm nghĩ. Bất kể kết quả sắp tới có ra sao, kể cả chúng tôi không vô địch thế giới, tôi cũng thực sự ấn tượng khi thấy mình vẫn có thể thi đấu tốt hơn sau từng ván. Sau 5 ván đấu liên tiếp, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cùng với Faker, Dev được xem là tuyển thủ kỳ cựu của LCK tại chung kết thế giới năm nay. Nhiều thông tin cho rằng xạ thủ sinh năm 96 có thể giải nghệ sau mùa giải năm nay và đây là cơ hội cuối cùng để Dev thể hiện hết khả năng. Vì thế, những chiến thắng của Dev tại giải này càng thêm phần xúc động. Chiến thắng này còn có ý nghĩa hơn khi nó diễn ra đúng vào ngày sinh nhật của anh. Các tuyển thủ Dragonix cũng rất chu đáo chuẩn bị bánh kem, trong khi MC Seok, Jisun cùng tất cả khán giả tại nhà thi đấu Madison Square đồng loạt hát Happy Birthday, qua đấy tạo nên quang cảnh đầy cảm xúc. Happy birthday. Đây được xem là màn phỏng vấn sau trận ấn tượng nhất tại chung kết thế giới 2022. Và rõ ràng đúng như lời Dev nói, bất kể Dragonix có kết quả chung cuộc thế nào thì họ cũng đã mang tới nhiều khoảnh khắc bùng nổ và ngập tràn cảm xúc cho khán giả toàn thế giới.